Tối ngày 27 tháng 1 năm 2021, buổi họp báo ra mắt màn hợp tác giữa Free Fire và Sơn Tùng MTP đã chính thức diễn ra. Theo đó, nhân vật Skyler đã được công bố chính thức và nhiều thông tin liên quan đã được tiết lộ đến khán giả. Ca sĩ Sơn Tùng MTP với vai trò là đại sứ Free Fire cũng xuất hiện tại buổi họp báo và đã chia sẻ nhiều điều thú vị. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Sơn Tùng MTP là tâm điểm của buổi họp báo khi anh chính là nguyên bản để tạo ra nhân vật Skyler. Ngoài những chia sẻ về cơ duyên hợp tác giữa mình và prefi, Sơn Tùng MTP còn nhấn mạnh rằng Skyler vô cùng giống với mình, Skyler rất giống mình từ cách nhảy, đi, đứng thậm chí cả nói chuyện nữa. Không chỉ vậy nam ca sĩ còn nói thêm rằng mình và đội ngũ đã rất cố gắng để có một phiên bản Skyler hoàn thiện nhất mà chỉ cần nhìn vào đã có thể nhận ra đó chính là Sơn Tùng MTP. Mọi người cũng có thể nhận ra bộ sút trắng này chính là phong cách hàng ngày của mình. Đơn giản, không cầu kỳ, Tùng luôn muốn cống hiến hơn là thể hiện. Bộ sút trắng cũng chính là trang phục mà Sơn Tùng MTP đến với sự kiện. Chưa hết, Sơn Tùng còn tiết lộ rằng mình cũng giống với Skyler có hai cá tính, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Skyler có hai cá tính nhân vật rất rõ ràng. Cá tính đầu tiên là một người nghệ sĩ, luôn muốn thoát xác, muốn làm những thứ mà anh ta mong muốn để cống hiến cho khán giả những điều tuyệt vời nhất. Một cá tính khác lại là businessman, doanh nhân, là ông Nguyễn Thanh Tùng của MTP Entertainment, luôn phải bình tĩnh, phải lựa chọn những điều đúng đắn. Sơn Tùng MTP tự nhận rằng mình có hai cá tính hoàn toàn trái ngược và tưởng chừng không liên quan gì đến nhau. Đó cũng chính là lý do mà nhân vật Skyler trong Free Fire ngoài tạo hình mặc định với bộ sút trắng còn có một skin vô cùng hip hop và soát. Dự kiến, nhân vật Skyler sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 2 và ngày 12 tháng 2 sẽ là lúc bộ trang phục giới hạn mang phong cách hip hop của chàng ca sĩ này ra mắt. Nhân vật Skyler chính là một phiên bản hoàn nhất của Sơn Tùng MTP theo như những gì mà nam ca sĩ này chia sẻ. Ảnh internet